tôi là chào Cô Duật. Xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình truyền hình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 9 của chúng tôi. Sau đây, xin mời quý vị nghe tiết mục thứ nhất của chương trình với phần thời sự như sau. Phần lưu chúng tôi vừa nhận được tin buồn sau đây, Trung tá Nguyễn Như Chí, cựu sinh viên sĩ quan khóa 6 trường Võ bị Quốc gia Việt Nam đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 8 năm 2018 nhằm ngày 19 tháng 7 năm Mậu Tuất tại Chantilly, Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi. Ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa áo trận bạc màu xin chia buồn cùng tang quyến và xin cùng được góp tiếng kinh cầu để anh Linh Trung tá Nguyễn Như Chí sớm được hưởng nhàn thánh chúa. Tin cần được kiểm chứng. Một người bạn học từ thời còn mài đúng quần ở trường Hồ cản Gia Định có cho biết vào năm 2020 Việt Nam sẽ đoạt quán quân về ung thư và đứng hạng thứ nhì không ai xa lạ là Trung Quốc. Điều này xảy ra cũng dễ hiểu vì bọn tà quyền bát đình không để ý và chăm sóc đến sức khỏe của dân mà chỉ lo đàn áp dân và tính chuyện buôn đất bán biển của tiền nhân để lại. Chúng tôi kêu gọi các lực lượng tôn giáo lớn, các anh chị em sinh viên học sinh, giai cấp công nhân và toàn dân hãy đứng lên lật đổ tà quyền cộng sản, đòi lại quyền sống, quyền bình đẳng và quyền tự do tín ngưỡng cho toàn dân. Sau đây. Xin mời quý vị theo dõi phần chủ đề của chúng tôi là Tháng 9, Niềm tin và Hy vọng. Năm 1972, một cuộc tổng công kích chiến lược của tà quyền Cộng sản Việt Nam qua các cuộc tấn công quy mô lớn, phối hợp các binh chủng, pháo binh, thiết giáp, bộ binh, đặc công, bất ngờ vào hoạt tấn công tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa. Tà quyền Bắc Việt gọi đây là chiến dịch xuân hè, Việt Nam Cộng Hòa gọi đây là mùa hè đỏ lửa, và Mỹ gọi là Easter Offensive, khi tung chiến dịch xuất hè vào cuộc xâm lược miền Nam, tà quyền cộng sản hy vọng rằng nhắm vào giai đoạn đầu tiên của vận động bầu cử tổng thống Mỹ với hy vọng chiến sự leo thang sẽ tạo ra một áp lực tâm lý mạnh cho dân chúng Mỹ chán ghét chiến tranh và muốn chấm dứt chiến tranh. Những mục tiêu được tà quyền cộng sản Việt Nam lựa chọn để tấn công là những điểm chiến lược của miền Nam với kỳ vọng của cộng sản là phá đát kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, cầm chân và phá vỡ chính sách bình định của ta vì sau biến cố Tết Mậu Thân theo đúng nghĩa của miền Nam là bỏ của chạy lấy người của Việt Cộng thì các cơ sở nội tuyến và đặc công của Việt Cộng đã bị tan rã vì biến cố này. Khi ra tung ra chiến dịch này, Tà quyền Cộng sản Việt Nam muốn tạo thêm áp lực với Mỹ trong hòa đàm Paris và muốn có được thắng lợi như họ muốn là Tà quyền Cộng sản phải tung tất cả những thành phần gồm khoảng 30 trường đại học, trường cao đẳng, trung học Hà Nội kể cả 10 000 giảng viên trẻ. Và theo lời các tù binh bắt được trong chiến dịch Xuân Hè của Việt Cộng, lứa tuổi chung của thành phần này là từ 16 đến 17 tuổi. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, phải nói chung là chúng ta bị bất ngờ và thụ động lúc ban đầu, nhưng sau đó đã đẩy lui các đợt tổng tấn kích của địch. Trong chiến dịch xuân hè này, ta quyền Cộng sản Việt Nam tung ra ba mặt trận lớn là mặt trận Trị Thiên, mặt trận B5 với quân số khoảng 40.000 quân, mặt trận Tây Nguyên với quân số khoảng 20.000 quân và mặt trận Bình Long với quân số từ 30.000 đến 40.000 quân. Và Sư đoàn Thủ quốc lục chiến đã tham gia cuộc chiến từ khi bắt đầu cho đến khi kiến thúc tại vùng giới tuyến. Vì thời sự của chương trình cho phép chúng tôi chỉ trích lại những điểm chính và quan trọng tại vùng Trị Thiên. Một điều quan trọng là Việt Cộng đã tung vào chiến trường Trị Thiên với các loại chiến xa như T-54, PT-76 tạo ra những lúng túng và bị động cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những trận đánh đầu tiên. Tình hình chiến sự rối loạn khắp nơi, dân chúng cả kinh lẫn thượng bỏ vùng nửa tuyến chạy về Quảng Trị làm cho nhiệm vụ của người lính Việt Nam Cộng Hòa thêm phần khó khăn vì vừa đánh giặc vừa phải bảo vệ dân. Trong lúc đó thì pháo đủ loại của Việt Cộng rót vào vùng của chúng ta như những trận mưa pháo. Tại căn cứ Kero, do trung đoàn 56 sư đoàn 3 bộ binh chấn giữ bị vây và tràn ngập bởi mưa pháo đủ loại. Không có đơn vị bạn tiếng Việt pháo đội thủy quân lục chiến do đại úy Nguyễn Văn Tâm làm pháo đội trưởng hạ nòng súng bắn trực thạ và quân xâm lược cho đến khi tất cả pháo đội Việt Cộng bắt làm tù binh khi nghe tin các đơn vị của ta đã bắt đầu bắn cháy các chiến xa địch, Bộ Tổng Tham mưu Tổng cục Chiến tranh Chính trị ra văn thư tưởng thưởng 30 000 đồng cho mỗi chiến xe bị bắn cháy. Các đơn vị tham chiến đã dùng M72 pháo binh và không quân cùng hải pháo từ để thất hàm đội gây ra thiệt hại nặng cho các chiến xa của địch. Trước tình hình không thuận lợi cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sau ngày thất thủ Quảng Trị, ngày 3 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bổ nhiệm Trung tướng Ngô Quang Trưởng thay thế tướng lãm làm tư lệnh quân đoàn 1 và tin tướng trưởng về làm tư lệnh quân đoàn 1 đã tạo một niềm tin mới cho anh em binh sĩ tại chiến trường Trị Thiên. Ngày 27 tháng 7, thủy quân lục chiến chính thức thay thế dù dùng quốc là 1 làm chuẩn, thủy quân lục chiến chịu trách nhiệm từ quốc lộ 1 về hướng đông và dù từ quốc là độ về hướng tây. Và thủy quân lục chiến có nhiệm vụ tái chiếm lại cổ thành Đinh Công Tráng mà trước kia theo nhận xét của đại bàng Đồ Sơn là tướng trưởng muốn giành cái vinh dự này cho đơn vị gốc của mình là sư đoàn dù. Khi thủ quân lục chiến nhận nhiệm vụ này thì các cấp chỉ huy của thủ quân lục chiến đều lo lắng, đặc biệt là tướng Bùi Thế Lân và cuộc đời binh nghiệp của ông hoàn toàn phụ thuộc vào trận đánh lịch sử này. Tuy vậy, với sự huyền chuyển linh động, các binh chủng tinh nhuệ nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa là mũ đâu mũ đỏ đã giúp cho mũ xanh tái chiếm được cổ thành Đinh Công Tráng vào đêm ngày 15 tháng 9 năm 1972 và tướng Lân đã báo chính thức cho tướng Ngô Quang Trường và ngày 16 tháng 9 lá cờ đã được tung bay tại cổ thành quảng trị năm 1972 một tin hoàn toàn phấn khởi cho tất cả những người đã tham dự cuộc hành quân tái chiếm cổ thành quảng trị này theo đại tá ngô văn định sau 21 năm gắn bó với binh chủng một đời cho mũ xanh cho biết ngày hôm kéo cờ trên một vị trí cao gần sông thạch hãn lá cờ rũ xuống như để tang để tưởng nhớ tất cả các quân dân cán chính đặc biệt hơn 3.000 con biển đã hy sinh trong cuộc cuộc tái chiến này Thưa quý vị, theo nhận xét sở dĩ có cuộc chiến thắng này là vì quân ủy trung ương của tà quyền Bắc Việt đã không nhận định đính tình hình như sau. Thứ nhất là họ đã đánh giá sai lầm tinh thần tác chiến của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thứ nhì, họ không thiên đoán nổi sự khủng khiếp của không hiểm, đặc biệt là các hải pháo từ đại thất hàm đội bắn vào. Do đó, cái kết quả đã xảy ra mà Võ Nguyên Giáp đã phải ôm mặt khóc. Thưa quý vị, đánh dấu 64 năm kỷ niệm ngày sinh nhật của binh chủng thứ quốc lục chiến, một chút riêng tư cho phép tôi được gửi lời chúc mừng sinh nhật của binh chủng đến phu nhân cố thiếu tá bùi thế lân đại tá nguyễn thành trí đại tá phạm văn trung đại tá đỗ kỳ đại tá ngô văn định cùng toàn thể quý chiến hữu thương binh cô nhi quả phụ và gia đình một ngày sinh nhật thật trọn vẹn cũng để đánh dấu 9 năm gia nhập truyền thông chúng tôi xin chiên trung tướng lữ lan thiếu tướng phạm duy tất đại tá ngô văn định liên trưởng phạm ca Niên trưởng Trần Vệ, Niên trưởng Tô Văn Cấp, Niên trưởng Phạm Văn Tiền, ông bạn cùng khóa Mai Văn Tấn và Quý Chiến Hữu và ông Võ Thành Nhân cùng anh em trong gia đình truyền hình tại DC đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của một người lính truyền tin trong giai đoạn mà truyền thông là một nỗ lực chính trong công cuộc chống lại bọn tà quyền Bắc Việt. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Xin hẹn quý vị trong lần phát hình kỳ tới trân trọng.